Dạ vâng, xin được gửi một lời chào đến các bác đam mê chơi BCB nhé. Hôm nay bên em lại tiếp tục lên một cái video tổng hợp với các bác về một cái lô hàng bơm tay, 6 cái mẫu bơm tay cao áp hay bơm tay mẫu những cái mẫu bơm tay mà được các bác sử dụng và tin dùng nhiều nhất trong năm vừa qua. Về phần giá cả nhé, đi tới đâu, số lượng sản phẩm nào em sẽ giới thiệu bác chi tiết và giá công khai luôn. Các bác nào mà đang có nhu cầu mua hàng thì bác nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em, số điện thoại em để trên hình video rồi nhé các bác nhé. Ship siêu toàn quốc, nhận hàng các bác sẽ quyền được kiểm tra hàng thanh trước hay thanh toán tiền, và bên em không yêu cầu các bác cọc đặt cọc trước hay chuyển khoản trước nhé. Các bác nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán giúp em. Đấy, đầu tiên chúng ta có nhắc về mẫu bơm tay hàng nhỏ nhất của hàng FB nhé. Mẫu bơm đồng hồ nhỏ là ống nhỏ chân không gấp các bác, mẫu bơm truyền thống này các bác sẽ có giá là 600.000 đồng bao ship vận chuyển nhé. 600.000 đồng bao ship vận chuyển các bác mua nhé, thì các bác cứ báo là cho anh cái bơm 600, em đã gửi cho bác đúng hàng. Đồng hồ nhỏ lọc ẩm nhỏ như thế này nhé, và chân không gấp nhé, chân không gấp, tay cầm cao su chống trơn chống trượt. Đấy, tiếp theo là mẫu 750.000 nhé của hàng AGH, mẫu bơm AGH đồng hồ các bác nhìn thấy này, AGH phiên bản mới nhất năm 2022 nhé, chân gấp này. Đấy, chân gấp này, mẫu hiệu AGH đồng hồ màu trắng và bọc cái cao su bên ngoài các bác nhé, bọc cao su bên ngoài như này. Đồng hồ nhỏ mẫu này sẽ có giá là bao nhiêu? 750.000 đồng bao ship nhé. Đằng sau nó cũng sẽ có một cái ốc xả van như này nhé. Đấy, chân gấp mẫu này các bác mang đến giường rất là tiện nhé. Đối với anh em mà kinh tế mà khó khăn hơn một chút, các bác muốn mua mẫu chân gấp các bác phải tham khảo mẫu này, giá chỉ có bao nhiêu? 750.000 đồng bao gồm cả phí ship các bác tận nhà nhé. Tiếp theo nhé, tiếp theo là cái mẫu bơm cũng là hàng của hàng FB còn bán nhưng mà mẫu là hàng mẫu đồng hồ trắng nhưng mà lọc vàng như này nhé, lọc vàng lọc to hơn như này, sẽ có giá là bao nhiêu tiền ạ? 800.000 đồng nhé, 800.000 đồng bao ship vận chuyển, cũng là hàng chân gấp nhé, nhưng mà đồng hồ cũng là đồng hồ màu trắng và lọc to như này. Lọc to thì nó khác lọc nhỏ một chút thôi, nó chỉ khác ở cái lọc to bơm nhanh hơn một chút nhé, cũng là hiệu AGH, cũng này sẽ có giá là bao nhiêu tiền ạ? Giá này sẽ có giá là 800.000 đồng, cũng sẽ bao ship cho các bác tận nhà nhé, giá 800.000 đồng bao ship tận nhà cho các bác. Đấy, tiếp theo là cái mẫu bơm của hàng FB con báo nhé. Hàng FB con báo thì bên em sẽ có hai loại, một loại là đồng hồ to lọc ẩm nhỏ như này nhé, đồng hồ là đồng hồ dầu, là hàng FB hiệu con báo hay hiệu con hổ nhé, đồng hồ dầu màu đen như này, chỉ hiệu FB mới có nhé, mẫu này hiệu FB con báo, bên trong đồng hồ chữ B này, hiệu FB con báo nhé, đồng hồ to lọc ẩm nhỏ, mẫu này sẽ có giá là bao nhiêu tiền ạ? 800.000 đồng nhé, 800.000 đồng cũng sẽ miễn phí ra hàng cho bác tận nhà, miễn phí ra hàng cho bác tận nhà nhé. Tiếp theo là các mẫu phiên bản đồng hồ to lọc ẩm to mặc màu đen như này nhé. Chân cũng là chân gấp, các bác đi rừng rất là tiện luôn cho các bác như này. Đồng hồ 50 mà, đồng hồ to, lọc ẩm to, lọc màu đen chống nóng cực tốt phiên bản đặc biệt nhá. Sẽ có giá là bao nhiêu? Sẽ có giá là 900.000 đồng nhá. 900.000 đồng bao ship cho các bác tận nhà nhá. Chỉ với bao nhiêu tiền ạ? 900.000 đồng các bác sở hữu luôn một chiếc bơm như này, bơm tay hiệu con báo như này nhá. Xịn sò như này. Và cái phiên bản lọc đen như này thì chống nóng cực kỳ là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy. Tiếp theo là mẫu bơm cuối cùng của cửa hàng xin do xin nhé, mẫu bơm hàng xin do xin là mẫu bơm cuối cùng nhá, hàng bơm tay xin do xin, mẫu bơm cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, mọi là mẫu bơm tay của hàng xin do xin này sẽ có giá là 1.850.000 đồng bao ship và gửi tại nhà cho các bác. Mẫu này các bác gọi là sừng trâu hay là sừng bò nhé, mẫu này thì cái phiên bản này là hàng phiên bản chân không gấp các bác nhé, mẫu phiên bản này là phiên bản chân không gấp đâu các bác ạ, cái chân không gấp nhé. Đây, lọc của nó là lọc to bầu to nhé, đây chân không gấp, chân inox hết, bầu to như này, đằng sau là có cái ốc xả van, bầu to siêu to khổng lồ luôn các bác nhá. Đấy, đồng hồ của nó đồng hồ rất là xịn luôn nhá. Đấy, tay cầm bằng cao su các bác đây, chống trượt, giá là bao nhiêu tiền ạ? 1.850.000 đồng cũng sẽ miễn phí giao hàng cho các bác tận nhà nhá. Tiếp theo là cái túi đeo hông ngụy trang, với hông ngụy trang này thì là cái túi đựng đạn các bác nhá. Bên em sẽ có hai mẫu này. Đấy, mẫu này là mẫu không đựng chai nước nhé, mẫu chai nước thì có không chai nước ở bên sườn như này, mẫu này là mẫu xéo giá là 200.000 đồng bao ship, mẫu này các bác khi mang đi rừng nhá, các bác đựng đạn được này, đựng những ngăn nhỏ này nhé, đựng những ngăn nhỏ này chống được cả mưa không nhá, đây bên trong này nó có một lớp này, tặng áo mưa nhá, tặng áo mưa như này nhé, rất nhiều ngăn các bác, rất nhiều ngăn này, hai ngăn này, đấy nhá, hai ngăn này, bên trong các bác nhìn thấy này, cài vào đây này, đấy, có chun này, đấy, mẫu này các bác nhá, đựng đạn rất là ok, ba ngăn này các bác nhá, ba ngăn, đằng sau một ngăn này, bốn ngăn này. Bên trong ngăn chính sẽ một ngăn phụ nữa này, 5 ngăn này. Đấy. Rất nhiều ngăn các bạn. Mà cái mẫu này chỉ có bao nhiêu tiền ạ? 200.000 đồng miễn phí sang hàng cho bác tận nhà nhé. Khi các mua bơm thì giá giảm cho bác vài chục ngàn nữa không nhá. Đấy, một cái mẫu vào túi đeo hông ngụy trang. Đấy, dàn zin đốm như này, các bác đằng sau này các bác dây dù chưa bè đây này. Các bác có thể thắt nhé, tùy chỉnh các bác, bụng rất chỉ đấy. Vừa với người đâu nhá. Giá chỉ có 200.000 đồng. Bao ship tận nhà cho bác. Các bác nào đang có nhu cầu mua bơm, một quần áo ngụy trang, mua túi đeo hông ngụy trang là ngụy trang đi săn bắn, các bác hãy ra tay nhé.
liên hệ trực tiếp bên em, số điện thoại sẽ để ở trên mình video kia. Nhắc lại nhé, mình đang ship COD, nhận hàng kiểm tra hàng trước thanh toán, sẽ đăng tải mình ngay trên kênh nhé. Kết thúc tại đây, một lần nữa xin được chào các bác và sẽ có trong clip lần sau về cơ sở bên em.